tác giả Thế Di, chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên, được đăng trên website tenhoa.net. Xưa có nhà họ Trịnh, Trịnh lão gia qua đời sớm nên trong nhà chỉ còn lại Trịnh Mẫu và con trai là Trịnh Quân. Trịnh Mẫu một lòng tín Phật, từ tuổi trung niên đã ăn chay, ngày rằm nào cũng bố thí. Trong nhà có thờ tượng một vị Bồ Tát. Trịnh Mẫu đêm nào cũng mặc áo bào lam đến trước tượng kính cẩn đọc kinh. Suốt mấy năm trời một lòng giữ giới, không dám khinh suất. Một ngày kia Trịnh Mẫu đột nhiên phát bệnh. Đêm qua ta mơ thấy hoa sen nở rộ, Bồ Tát mỉm cười, ắt là đến đón ta đó. Ta phải đi rồi, con chớ nên khóc thương, làm ta phiền lòng mà không lên tiên được. Khi bà mất, trước và sau nhà đều phát quang, hương thơm nước mũi văng vẳng nhạc tiên. Từ đó trở đi, Trịnh Quân hết sức tin tưởng, ngày đêm cúng bái cho Bồ Tát không thiếu thứ gì, nhang khói nghi ngút, đèn nến trong điện thờ chẳng khi nào tắt. Cầu xin Bồ Tát cho con được phát tài, đường công danh thuận lợi. Một năm sau, Bồ Tát nhận nhang khói của con nên rất cảm kích. Này quyết định giúp con giàu có, sau này chỉ cần con không ngừng thờ cúng, Ngài sẽ phù hộ cho nhà ta vĩnh viễn không lụng bại. Đa tạ Bồ Tát. Từ đó hàng đêm Trịnh Quân vẫn hay mơ thấy Bồ Tát đến chỉ điểm làm ăn. Y theo đó mà kinh doanh quả nhiên phát đạt vô cùng. Ruộng nương của nhà họ Trịnh nhiều không đếm xuể, vải vóc mặc không hết, gia nhân trong nhà cũng không biết bao nhiêu mà kể. Cầu xin Bồ Tát ban cho con một người vợ xinh đẹp. Bồ Tát biết lòng thành của con nên đặc biệt phái thị tỳ của Ngài đến làm dâu nhà ta. Ngày mai con ra rừng trúc phía tây đợi, ắt gặp giai nhân. Trịnh Quân mừng quính, thức dậy kể mọi người nghe. Chúc mừng thiếu gia. Tôi sống cả đời chưa thấy chuyện lạ này bao giờ. Thị tỳ của Bồ Tát thì cũng là thần tiên, sao có thể hạ mình lấy người phạm? E đây là điều mờ ám, thiếu gia đừng tin thì hơn. Tôi thấy công tử thần sắc u tối, e đã mắc tà khí. Sao không ở nhà dưỡng bệnh mà còn định đi đâu? Đạo nhân này hồ đồ, tôi là người tín Phật, có Bồ Tát hằng đêm bảo hộ. Nay Bồ Tát còn cử thị tỳ đến làm nương tử của tôi, sao có thể nói tôi mắc tà khí được? Trịnh Quân mừng lắm trước cô gái về làm lễ thành hôn ngay hôm đó. Hằng ngày mỹ nhân chăm lo việc nhà không thiếu thứ gì, tới đêm lại cùng Trịnh Quân vui vẻ. Công việc bên ngoài thì không ngừng thăng tiến, khiến Trịnh Quân sung sướng đến mơ hồ. Không lâu sau đó Trịnh Quân phát bệnh mãi không khỏi. Phải bỏ ra không biết bao nhiêu là tiền để mời đại phu danh tiếng khắp nơi đến chữa trị, nhưng không người nào tra ra căn nguyên bệnh. Do vậy mà tài sản nhà họ Trịnh phơi đi dần. Thưa lão gia, có đạo nhân áo xanh tới xin chữa bệnh cho ngài. Hãy mời ông ta vào.
Khoan đã, biết đâu ông ta tới hại mạng chàng thì sao? Bần đạo nợ mẹ của thiếu gia nên đến báo đáp. Nào có ý hại ai bao giờ. Bệnh của thiếu gia nếu không có bần đạo chữa thì ngàn năm cũng chưa khỏi. Đạo sĩ lại nói rằng, người ta có sống thọ thì cũng chỉ 100 năm, lấy đâu ra mà bệnh tới ngàn năm. Bệnh này nếu không chữa tận gốc thì sẽ mang theo vĩnh viễn. Chết rồi cũng làm con ma bệnh. Dù có đầu thai kiếp sau thì vừa sinh ra cũng đã là đứa hại nhi yếu ớt bất hạnh. Đầu thai 10 lần bệnh cũng chưa hết hẳn, chứ đừng nói là 1 lần. Thiếu gia vốn đã mắc tà khí, lại thân cận yêu nữ lâu ngày nên tinh lực đều kỳ quệ, quả khó chữa lắm. Tôi trước giờ luôn thủy chung, sao lại nói tôi thân cận yêu nữ nào? Thiếu phu nhân chính là yêu nữ đó. Nàng là của Bồ Tát ban cho tôi, là tiên nữ chứ không phải yêu nữ. Yêu nữ, mau hiện nguyên hình. Nghiệt xúc, ngươi là yêu quái nơi đâu? Sao dám giả Bồ Tát hại người? Tôi là rắn thành tinh đã tu gần ngàn năm trong rừng trúc. Nguyên nhà họ Trình trước đây tín Phật nên được Bồ Tát bảo hộ. Tôi vốn không thể xâm phạm, nhưng về sau hắn lại ngu ngốc cho rằng Bồ Tát sẽ giúp hắn giàu có, nên bày được cúng ê hề mong lấy lòng ngài. Bồ Tát thực sự không hài lòng nên đã bỏ đi. Tôi nhân đó mà nhập vào để hưởng thụ hương hỏa. Sau tôi lại giả làm Bồ Tát tới giúp hắn phát tài nhiều hơn, để tôi cũng được hưởng thụ nhiều hơn. Đây là có qua có lại, chứ tôi đâu chiếm của hắn thứ gì. Tôi bảo hắn ra rừng trúc đón giai nhân, hắn cũng tin. Thật ngu xuẩn, thuở này làm gì có tiên Phật nào chịu hạ mình kết hôn với người phàm. Lại do hắn muốn tôi đến, tôi liền đến. Lại cho hắn bao nhiêu thứ như thế, vậy lấy đi chút tinh lực thì có gì sai? Họa này là do tự người mời đến, nếu đổ hết cho con xạ tinh này thì cũng không được. Nói xong, ông thu xà tinh và nhốt nó vào hồ lô để khỏi gây họa nhân gian. Quả nhiên, Trịnh Quân thần sắc tươi tỉnh hơn. Bấy lâu nay, kẻ ta gần gũi lại là một con rắn thành tinh. Trịnh Quân ơi Trịnh Quân, thật hổ thẹn cho ngươi. Đạo nhân chế thuốc lạ cho y uống. Lần nào uống xong cũng đau đớn khôn tả, ọc ra mấy cụm nước đen. Phải chịu cảnh như vậy đến hơn 1 năm mới khỏe lại hẳn. Từ đó Trịnh Quân mới chân chính kính Phật, một lòng hướng thiện, không dám mong cầu điều bất hảo với Bồ Tát nữa. Tuy vậy, sự nghiệp làm ăn của y không còn thuận lợi nữa, gia sản cũng tiêu tán gần hết. Trịnh Mẫu về trời đã để lại cho thiếu gia phúc đức rất lớn, nhưng đều bị xà tinh tiêu sạch. Hiếu gia chưa tán mạng đã là may mắn lắm rồi. Tinh Hoa .net, kênh thông tin đặc sắc chọn lọc những bài viết bổ ích về văn hóa, truyền thống, tâm linh và bí ẩn cuộc sống. Nhớ like và share Facebook để không bỏ lỡ những video mới nhất bạn nhé.